chào anh chị. Sau đây, em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện lập chứng từ nhập kho hàng mua đang đi trên đường. Anh chị theo dõi ví dụ sau đây. Với nghiệp vụ trên, anh chị thực hiện trên phần mềm như sau. Đầu tiên, đối với kế toán mua hàng sẽ hạch toán nghiệp vụ hàng mua đang đi đường. Khi hàng về tới kho thì kế toán kho sẽ hạch toán nghiệp vụ nhập kho hàng mua đang đi đường. Và sau khi nhập kho hàng hóa thì thủ kho sẽ thực hiện việc ghi sổ kho. Bây giờ mời anh chị theo dõi các bước thực hiện chi tiết như sau. Kế toán mua hàng hạch toán nghiệp vụ hàng mua đang đi đường. Anh chị vào phân hệ mua hàng. Tại tab mua hàng hóa dịch vụ, nhấn thêm và chọn chứng từ mua hàng hóa. Anh chị chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là mua hàng trong nước nhập kho hoặc mua hàng nhập khẩu nhập kho. Tiếp theo, anh chị lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng. Việc lựa chọn phương thức thanh toán và loại chứng từ là để phần mềm căn cứ vào đó tự động định khoản giúp anh chị. Tiếp theo, anh chị xác nhận việc lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc là không có hóa đơn bằng cách chọn các nội dung tương ứng tại đây. Anh chị khai báo thông tin về nhà cung cấp, người giao hàng, nhập diễn giải và chọn nhân viên mua hàng. Anh chị nhập các thông tin của chứng từ, ngày hạch toán, ngày chứng từ, số phiếu nhập. Trường hợp mà chưa thanh toán thì anh chị khai báo thông tin điều khoản thanh toán, số ngày được nợ, hạn thanh toán của nhà cung cấp. Nếu tại menu danh mục nhà cung cấp, anh chị đã khai báo những thông tin này gắn với từng nhà cung cấp rồi, thì chương trình sẽ tự động hiển thị sẵn giúp anh chị. Tại tab hàng tiền, anh chị có thể gõ mã hàng hay tên hàng để chương trình tự động lọc ra các hàng hóa cho anh chị lựa chọn, hoặc là anh chị có thể nhấn vào biểu tượng ống nhòm để tìm nhanh hàng hóa theo mã hàng, tên hàng. Anh chị chọn kho là kho hàng mua đang đi trên đường và tài khoản kho là tài khoản 151. Sau đó nhập số lượng, đơn giá và nhập tỷ lệ chiết khấu nếu có. Trường hợp ở trên, anh chị có lựa chọn là nhận kèm hóa đơn thì tại đây anh chị chuyển sang tab thuế để khai báo thuế suất, thuế giá trị gia tăng. Sau khi hạch toán xong thì anh chị nhấn cất. Tại đây, anh chị có thể in được phiếu nhập kho bằng cách chọn chức năng in, sau đó chọn bộ chứng từ cần in. Anh chị lưu ý giúp em là sau khi cất chứng từ mua hàng thì phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ phiếu nhập kho hàng mua đang đi trên đường trên tab nhập xuất kho của phân hệ kho. Còn trường hợp anh chị lựa chọn phương thức thanh toán là thanh toán ngay thì hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ quỹ hoặc ngân hàng. Đối với kế toán kho thì sau khi mà hàng về tới kho, kế toán kho sẽ hạch toán nghiệp vụ nhập kho hàng mua đang đi đường. Anh chị vào phân hệ kho, chọn tab chuyển kho và nhấn thêm. Anh chị chọn xuất chuyển kho nội bộ. Anh chị khai báo thông tin người vận chuyển và nhập diễn giải. Anh chị nhập các thông tin của chứng từ, ngày hạch toán, ngày chứng từ và số chứng từ. Tại tab hàng tiền, anh chị khai báo thông tin của hàng hóa. Anh chị chọn xuất tại kho hàng mua đang đi trên đường và nhập tại kho hàng hóa. Sau đó nhập tài khoản nợ, tài khoản có và số lượng hàng chuyển kho. Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn cất. Tại đây thì anh chị có thể in được phiếu xuất chuyển kho bằng cách chọn in, sau đó chọn bộ chứng từ cần in. Đối với thủ kho thì sau khi nhập kho hàng hóa, thủ kho sẽ thực hiện việc ghi sổ kho. Tại tab đề nghị nhập xuất kho thì tất cả các chứng từ phiếu xuất phiếu nhập đã lập sẽ tự động hiển thị bên danh sách đề nghị nhập xuất kho. Anh chị chọn chứng từ chuyển kho đối với hàng mua đang đi đường, sau đó chọn chức năng xem trên thanh công cụ. Lúc này, thủ kho sẽ thực hiện kiểm tra lại thông tin thực nhập xuất so với chứng từ chuyển kho
Nếu có sai lệch thì anh chị ghi số lượng thực tế nhập xuất kho vào cột số lượng thực xuất nhập và có thể ghi nguyên nhân vào phần ghi chú. Sau khi kiểm tra xong, anh chị nhấn ghi sổ, phần mềm sẽ tự động ghi vào sổ kho của thủ kho. Như vậy là em đã hướng dẫn các anh chị xong cách thực hiện nhiệm vụ nhập kho hàng mua đang đi trên đường rồi. Xin cảm ơn và chúc các anh chị thực hiện thành công.